sống tách biệt trên một quần đảo ở Tây Bắc Thái Bình Dương, Nhật Bản đã đắm chìm trong hàng ngàn năm triền miên nội chiến, trước khi được thế giới biết đến như một đế quốc ngắn ngủi. Sau khi giấc mộng Đại Đông Á tan dở, quốc gia bại trận này đã nhanh chóng hồi sinh từ tro bụi phóng xạ để vỗ cánh bay lên. Và Nhật Bản đã thực hiện một phép lạ khi phát triển với tốc độ thần kỳ thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, mà vẫn lưu giữ nguyên dạng những giá trị cổ truyền của cha ông. Những tập phim này có mong muốn giải đáp câu hỏi rằng vì sao người Nhật có thể sải những bước tiến vĩ đại trong lúc vẫn mặc trên mình bộ kimono vướng víu của ngàn xưa. Trong số những công trình xây dựng soi bóng xuống dòng Sumida chảy qua thủ đô Nhật Bản, trẻ trung và kiêu hãnh nhất là ngọn tháp truyền hình Tokyo Skytree, cấu trúc nhân tạo cao thứ nhì của con người trên trái đất. Ngọn tháp không chỉ trở thành biểu tượng mới của Tokyo, hơn thế nữa là biểu tượng mới cho sức mạnh Nhật Bản trong thế kỷ 21. Tháp Tokyo Skytree được xây dựng ở phía đông thành phố Tokyo, tại khu vực có tên gọi là sông Sumida, với chiều cao 634m. Nơi đây trở thành tháp phát sóng cao nhất thế giới. Trên tháp có hai đài quan sát cùng với lối đi giữa hai nơi này. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị đến những nơi đó nhé. Giá vé tham quan dành cho người lớn vào khoảng 400.000 đồng Việt Nam. Quá rẻ so với mức thu nhập bình quân hàng năm chừng 750 triệu đồng của người Nhật. Toàn bộ nơi này được gọi là thành phố Tokyo Skytree. Đến nơi đây, không những chúng ta có thể tham quan các đài quan sát, mà còn có thể đến thăm nhà thiên văn, thủy cung và khu mua sắm Solamachi Samut, nơi chúng ta có thể đi chơi cả một ngày không biết chán. Tokyo Skytree có tổng cộng 13 thang máy, trong đó 4 thang có tốc độ di chuyển 600m một phút, có thể chở 40 người một lần, đưa khách từ mặt đất đến đài quan sát thứ nhất cao 350m chỉ mất 50 giây. Hiện nay chúng ta đang đứng ở đài quan sát có độ cao 350m. Từ địa điểm này, chúng ta có thể quan sát toàn cảnh khu vực Tokyo. Từ đây, chúng ta có thể đi lên một điểm cao hơn với lối đi hình xoắn ốc. Từ đây, có thể phóng tầm mắt bao quát gần 2.000 cây số vuông hình hài của một đô thị hơn 500 tuổi. Này là thành phố đông dân nhất thế giới và cũng là vùng kinh tế đô thị bậc nhất toàn cầu. Nhịp sống của thành phố này không bao giờ ngừng nghỉ bất kể ngày hay đêm, vì đây là nơi đóng đô những tập đoàn hàng đầu thế giới, nơi trình diễn những thành tựu khoa học kỹ thuật tối tân nhất của nhân loại, nơi những truyền thống cổ xưa nhất chung sống cùng những thành tựu mới mẻ nhất. Để chiêm ngưỡng một thành phố tầm cỡ như Tokyo, cần phải đứng ở một độ cao tương xứng. Tôi muốn giới thiệu với các bạn lý do tại sao tháp Tokyo Skytree được xây dựng tại nơi đây. Tại thủ đô Tokyo có rất nhiều tòa nhà cao tầng có độ cao từ 200m trở lên, do đó cần phải có một tháp truyền hình với độ cao 600m phục vụ cho nhu cầu phát sóng truyền hình.
Chính vì vậy mà tháp với độ cao 600 mét như thế này đã được xây dựng tại đây với sự hỗ trợ của người dân sinh sống tại thủ đô Tokyo và khu vực quận Sumida. Trong 3 năm xây dựng tháp, Tokyo đã 7 lần rung chuyển bởi các trận động đất lớn nhỏ, nhưng không gây ra tổn hại nào cho công trình này. Kể cả lần rung chuyển vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, ở cấp độ 5-6 độ Richter, khoảng 3 lần trong một ngày. Kết cấu đặc biệt nào để giúp ngọn tháp dẻo dai đến như vậy? Sau đây tôi muốn giới thiệu với các bạn về kết cấu của trụ chính của tháp. Tại Nhật Bản, có một thiết kế đặc trưng truyền thống của các ngôi chùa cổ 5 tầng còn sót lại cho đến ngày nay. Chính giữa những ngôi chùa này có một trụ chính dựng thẳng đứng. Nhờ kết cấu này mà cho dù các tầng có lắc lư đi nữa, thì trụ chính sẽ hấp thu hết những rung chấn. Tháp Tokyo Skytree có độ cao 634 mét. Từ mặt đất lên đến độ cao 375 mét, có một cột chịu lực được đặt ở chính giữa. Nhờ có cột trụ này mà cho dù có động đất xảy ra và các tầng của tòa tháp có rung lắc đi nữa, cột trụ vẫn có khả năng hấp thu những rung chấn. Hiện nay các bạn đang đứng ở độ cao 350 mét. Từ đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn lên đến độ cao 450 mét, nơi có lối đi hình vòng cung. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở đó, nơi có kiến trúc đặc trưng hết sức thú vị. Rất mong các bạn sẽ hài lòng. Nếu như đài quan sát thứ nhất khá bình thường như những tháp truyền hình khác trên thế giới, thì điểm đặc biệt nhất của Tokyo Skytree nằm ở đài quan sát thứ hai. Và bây giờ chúng ta đang đứng ở độ cao 445 mét. Nơi đây là đài quan sát có hình vòng cung với độ cao từ 445 mét đến 450 mét, với lối đi cao dần không bậc thang lên, được thiết kế với mục đích làm cho du khách có thể đi bộ lên đến tận nơi cao nhất của tòa tháp. Từ nơi này của tháp Tokyo Skytree có thể thấy từ mọi góc độ 360 độ toàn bộ quang cảnh chung quanh. Hiện nay đang đứng ở độ cao 451,2 mét, là nơi cao nhất của tháp Tokyo Skytree. Mời các bạn nhìn ngắm quang cảnh chung quanh từ độ cao này nhé. Trải dài phía bên dưới chính là sông Sumida với những rặng hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân và là một địa điểm nổi tiếng để có thể ngắm lễ hội pháo hoa vào mùa hè. Sumida là dòng sông chảy về phía đông qua khu vực dân cư đông đúc nhất của Tokyo. Ngày xưa, đây là một dòng sông thơ mộng với các khu vườn ven bờ. Do lũ lụt thường xuyên, hàng loạt đập bê tông đã được xây dựng, khiến con sông mất đi vẻ tao nhã của nó. Ở phía bên kia bờ sông, mọi người có thể thấy khu vực Asakusa với chùa Sensoji nổi tiếng. Chùa được xây trong thế kỷ thứ 7 và được sửa chữa lại sau chiến tranh thế giới thứ 2. Tương truyền vào năm 628, hai anh em nhà Hinokuma trong khi đánh cá ở sông Sumida đã vớt được một pho tượng Quan Âm. Khi họ đem về cho trưởng thôn xem, thì vị trưởng thôn Hajino Nakatomo ngay lập tức nhận ra đây là một bức tượng linh thiêng và quyết định thờ cúng thánh vật này. Ông xuất gia và sửa đổi ngôi nhà của mình thành một ngôi chùa nhỏ để mọi người trong làng cùng đến cầu nguyện. Đây được cho là nguồn gốc của chùa Sensoji. Phía bên kia là khu công viên Ueno.
xa hơn nữa là các tòa nhà ở khu Shinjuku. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy khuôn nhà xung quanh khu vực nhà ga Tokyo và khu tháp Tokyo cũ. Ở nơi này, nền nhà được làm bằng kính, giúp du khách có thể nhìn xuống bên dưới. Độ cao nơi này là 340 mét. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy thẳng xuống dưới đất, cho nên là với độ cao 340 mét thì thực sự cảm giác hơi sợ, hơi run. Khi đã hoàn toàn yên tâm về độ vững chắc của tấm kính trong suốt dưới chân, người khách nào cũng muốn ghi lại khoảnh khắc được trải nghiệm cảm giác rất thật là mình đang lơ lửng giữa bầu trời. Đã đến lúc phải trở về với mặt đất quen thuộc. Việc cuối cùng phải làm trước khi chia tay Tokyo Skytree là chụp một tấm ảnh để lưu niệm và cũng để chứng minh mình từng đến thăm ngọn tháp truyền hình cao nhất thế giới. Đây là sơ đồ vẽ lại toàn bộ các tháp truyền hình cao nhất trên thế giới. Ở đây là vị trí của tháp Tokyo Skytree với độ cao 634 mét, hiện đang là tháp cao nhất trên thế giới, được xây dựng tại vị trí này của Nhật Bản. Rõ ràng, Nhật Bản muốn gửi tới thế giới một thông điệp từ độ cao chót vót của ngọn tháp này. Người Nhật có thể vươn tới bất cứ tầm cao nào bằng chính kỹ thuật của mình nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi xin kết thúc phần giới thiệu về tháp Tokyo Skytree tại đây. Rất mong các bạn có dịp đến thăm Tokyo, Nhật Bản, sẽ ghé đến tháp Tokyo Skytree của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng chào đón tất cả các bạn. Giờ lúc phải giả từ Tokyo Skytree, đoàn làm phim chợt thắc mắc, không rõ biểu tượng đã bị nó xóa ngôi bây giờ ra sao. Và chúng tôi quyết định đến thăm tháp Tokyo Tower. Tọa lạc giữa trung tâm thành phố, Tokyo Tower mang dáng vẻ hao hao tháp Eiffel, nhưng có một màu sơn khác lạ do quy định của Cục An toàn Hàng không Nhật Bản. Sau Thế chiến thứ hai, khi tìm kiếm một biểu tượng cho uy thế của một cường quốc kinh tế sắp xuất hiện, Nhật Bản đã nhìn về phương Tây và quyết định xây dựng tháp Eiffel của riêng mình. Nhưng không chỉ khác về màu sắc, Tokyo Tower còn khác biệt tháp Eiffel ở chiều cao và trọng lượng. Tháp Tokyo cao hơn biểu tượng của Paris gần 9 mét, nhưng nhẹ hơn đến 3.300 tấn. Khác biệt lớn nhất lại là điều gây bất ngờ nhất. Nguyên liệu xây dựng tháp Tokyo được lấy từ thép dụng của các xe tăng, nguồn thép tốt nhất khi ấy. Khánh thành ngày 23 tháng 12 năm 1958, tháp hiên ngang đứng giữa công viên Shiba làm biểu tượng của sự trỗi dậy của Nhật Bản từ hoang tàn đổ nát sau Thế chiến. Hiện nay chúng ta đang đứng ở Tokyo Tower với độ cao 333 mét. Nếu xét về độ cao thì tháp này đã nhường lại vị trí cao nhất cho tháp Tokyo Skytree vừa mới được xây dựng. Nhưng đối với người Nhật Bản, tháp Tokyo có vị trí không thể thay đổi, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Nhật Bản. Tháp Tokyo được hoàn thành vào năm 1958. Ở xung quanh tháp Tokyo là những nhà tháp bằng gỗ. Nhưng chỉ sau nửa thế kỷ, xung quanh khu vực này đã mọc lên những tòa nhà cao tầng cùng với khu công nghiệp hiện đại khổng lồ. Tháp Tokyo vẫn tiếp tục đứng vững tại nơi đây như một nhân chứng lịch sử.
Trước đây, tháp Tokyo được dùng để phát sóng phát thanh và truyền hình. Hiện nay, vai trò phát sóng truyền hình đã được chuyển sang tháp Tokyo Skytree, và nơi đây chỉ dùng để phát sóng phát thanh. Đây chính là vị trí tốt nhất để hình dung sự hồi sinh của Nhật Bản sau chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, Tokyo là một trong những mục tiêu hủy diệt hàng đầu của quân đồng minh. Đến cuối cuộc chiến, hơn 50% diện tích Tokyo bị phá hủy bởi những đợt oanh tạc bằng pháo đài bay B-29 của không lực Mỹ. Bên cạnh thiệt hại về người, toàn bộ của cải tích lũy trong 10 năm, từ năm 1935 đến năm 1945 của Nhật bị tiêu hủy. Hơn 13 triệu người thất nghiệp, lạm phát phi mã và nạn đói đe dọa. Vậy mà từ tro tàn, Nhật Bản chỉ mất 20 năm để trở thành siêu cường thứ hai thế giới. Kinh tế Nhật phát triển nhanh đến mức chóng mặt trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1970 với mức tăng GDP trung bình 10%. Thời điểm khai sinh tháp Tokyo chính là lúc kinh tế Nhật Bản phát triển đến đỉnh điểm với mức tăng GDP gần 14%. Chỉ trong vòng 15 năm, GDP của Nhật Bản đã tăng hơn 4 lần và tới năm 1967, Nhật Bản vượt Tây Đức để giành lấy vị trí cường quốc kinh tế chỉ sau Mỹ, nhưng có trữ lượng vàng và ngoại tệ gấp 3 lần Mỹ. Chính vì vậy, dù đã phải nhường kỷ lục về độ cao cho Tokyo Skytree, trong lòng người Nhật, tháp Tokyo vẫn mãi mãi là cột mốc, ghi nhớ niềm kiêu hãnh phượng hoàng xoải cánh bay lên từ tro bụi chiến tranh. Còn với du khách nước ngoài, không cần phải có một ký ức lùi xa đến thế để hiểu tinh thần Nhật Bản. Người ta vẫn nhớ trận động đất ở Kobe năm 1995 đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho nước Nhật. Nhưng chỉ 15 tháng sau, mọi hoạt động sản xuất không những trở lại bình thường mà còn tăng 2%. Gần đây nhất là thảm họa kép động đất sóng thần diễn ra ở Nhật tháng 3 năm 2011, gây một kỷ lục về tổn thất do thiên tai trong kỷ nguyên hiện đại. Nhưng nhiều tuần lễ sau thảm họa ấy, không hề xuất hiện một thông tin nào về tình trạng hôi của, trộm cắp hay cướp bóc. Dạ, em lần đầu em đi qua nước Nhật anh. Em thấy nước Nhật em rất là thích. Nước Nhật rất là sạch sẽ, văn minh, hiện đại. Đặc biệt là người dân rất là lịch thiệp. Rất là thú vị. Đây là lần đầu tiên mình sang Nhật. Mình thấy là không khí ở đây, người dân rất là thân thiện, đường phố quá sạch sẽ. Và nói chung rằng là rất là nhiều điều thú vị mà mình tìm thấy ở Nhật. Một trong những thành tố làm nên tinh thần Nhật Bản là thần đạo, tôn giáo quan trọng nhất ở xứ sở này. Nói đúng hơn, thần đạo không hẳn là một tôn giáo, mà là sự tích hợp những tín ngưỡng và nghi lễ thờ cúng các vị thần, bao gồm các vật linh trong thiên nhiên như mặt trời, mặt trăng, gió, sấm sét, núi, sông, đá, cây cối và hồn người chết. Đây là đền thờ thần đạo nằm trong tháp Tokyo, được dựng tại đây vào ngày kỷ niệm tháp Tokyo tròn 20 năm. Thần được thỉnh từ đền thờ thần đạo Ise Jingu tại tỉnh Mie về thờ tại đây. Nơi đây nổi tiếng là đền thờ thần đạo có vị trí cao nhất trên toàn đất nước Nhật Bản. Đã có rất nhiều nghệ sĩ đã từng đến đây ghi lời ước nguyện để cho mình được nổi tiếng. Phía sau nơi này là nơi treo những thẻ gỗ được gọi là Ema, nơi rất nhiều người ghi những ước vọng khác nhau, như cầu mong cho gia đình được bình an, tình duyên tốt đẹp, nghề nghiệp được thăng tiến, v.v. Những
dòng chữ Việt này cho thấy đã có không ít đồng hương của chúng ta từng cầu nguyện cầu tìm may mắn giữa lưng chừng bầu trời Tokyo, nơi đủ cao để nhìn xuống mà tận mắt chứng kiến. Trên một mảnh đất nghèo nàn về tài nguyên, luôn rung chuyển vì động đất và thường xuyên bị đe dọa bởi sóng thần, con người đã tạo nên vận mệnh của chính mình như thế nào? Là một trong những nền kinh tế thị trường xuất hiện sớm nhất ở châu Á, người Nhật không thể bỏ qua cơ hội tận dụng kinh doanh ở địa điểm du lịch hàng đầu này. Bên trong tòa tháp Tokyo, người ta bố trí nhiều gian hàng, mà nhiều nhất là bán quà lưu niệm. Vật lưu niệm xuất hiện nhiều nhất ở đây chính là hình ảnh của tháp Tokyo. Đây kỷ niệm 5 năm tháp Tokyo lên metallic, nó làm từ kim loại. Tháp Tokyo to vào buổi sớm. Trước khi qua đời vào năm 1986, ông Maeda Hisakishi, người sáng lập và chủ tịch của Nippon Denbato, chủ sở hữu của tòa tháp và cũng là cựu chủ nhân tờ báo cánh tả Senkei Shimbun, gọi đây là một thắng lợi của công nghệ Nhật Bản. Là một thành viên của Liên đoàn Tháp Thế Giới, tháp Tokyo từng được ghi vào sách Guinness là công trình bằng thép cao nhất thế giới. Không chỉ là một địa danh hấp dẫn khách du lịch và niềm tự hào của người dân xứ Hoa Anh Đào, tháp Tokyo còn được nhắc đến và xuất hiện nhiều lần trong các bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản như Thủy thủ mặt trăng, Tenchi Muyo hay Digimon, Doraemon, thậm chí còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh xuất sắc nói về xứ sở phù tang xinh đẹp, nơi luôn có sự hài hòa giữa các giá trị truyền thống và thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, tòa tháp này vẫn trụ vững, không hề lạc hậu so với các công trình hiện đại mọc lên như nấm xung quanh nó, và vẫn giữ một địa vị đặc biệt trong lòng người dân thủ đô đất nước mặt trời mọc. Tại phòng trưng bày lịch sử xây dựng tháp Tokyo, du khách có thể tìm hiểu sự ra đời của công trình lừng danh đến nay vẫn thu hút gần 3 triệu du khách mỗi năm này. Ban đầu, ông Maeda Hisakichi có tham vọng ngọn tháp phải cao hơn tòa nhà cao nhất thế giới bấy giờ là Empire State với 381 mét. Nhưng vì thiếu cả kinh phí và vật liệu, chiều cao của tháp Tokyo cuối cùng được xác định bằng khoảng cách cần thiết để truyền tải sóng truyền hình cho toàn bộ khu vực Kanto của thủ đô. Naito Tachu, nhà thiết kế nổi tiếng của các tòa nhà cao tầng ở Nhật Bản, đã được lựa chọn để thiết kế tòa tháp. Với sự giúp đỡ của công ty kỹ thuật Nikken Seike, Naito tuyên bố thiết kế của ông chịu được động đất với cường độ gấp đôi trận động đất năm 1923 và chịu được bão với tốc độ gió lên đến 220 km/h. Công ngày 25 tháng 2 năm 1958, hơn 220.000 công nhân đã làm việc ròng rã trong 18 tháng để xây dựng ngọn tháp. Khi chiếc anten cao 90 mét được định vị vào ngày 14 tháng 10 năm 1958, Tokyo Tower trở thành cấu trúc bằng thép tự đỡ cao nhất thế giới cho tới khi bị xóa ngôi bởi Tokyo Skytree vào tháng 4 năm 2010. Trong một số cuốn sách và phim ảnh gần đây,
Tháp truyền hình Tokyo thường xuất hiện như một ẩn dụ về dấu hiệu già cỗi của đất nước, từng làm cả thế giới kinh ngạc vì phép màu kinh tế của mình. Nhưng với nhiều du khách nước ngoài, ngọn tháp 56 tuổi này lại là một lời nhắc nhở sừng sững giữa trời xanh rằng đất nước này sẽ sớm quay trở lại vĩ đạo mà họ từng đạt được ở hậu bán thế kỷ 20. Cơn gió mùa thu bay nhẹ rung nhánh phong vàng làm tóc lẫn